Airdrop là cánh cổng giúp kết nối dự án crypto và người dùng hiệu quả nhất trong 2 năm trở lại đây. Không ít cái tên trong top 100 market cap hiện tại đã sử dụng Airdrop làm phương pháp tiếp cận user trực tiếp, kể cả trong giai đoạn downtrend năm 2022. Airdrop vẫn thể hiện được tính hiệu quả, bất chấp điều kiện thị trường rất tệ, tiêu biểu phải kể tới chiến dịch của blockchain layer 1. Thế hệ mới Aptos, nền tảng này có màn chào sân rất thành công và xây dựng được vị thế chắc chắn trên thị trường crypto. Vậy ngoài Airdrop thì Aptos có gì đặc biệt? Những yếu tố nào giúp cho Layer 1 này tiếp tục phát triển cho đến ngày hôm nay? Hãy cùng ChainCoinVN tìm hiểu thông qua video ngày hôm nay nhé! Aptos là blockchain Layer 1 thế hệ mới, sử dụng cơ chế đồng thuận Delegate Proof of Stake và ngôn ngữ lập trình Move chính gốc. Ngôn ngữ này trước đó được Meta của Facebook lập trình cho dự án DM Blockchain. Những yếu tố trên giúp Aptos luôn đảm bảo tốc độ thực thi giao dịch ở mức nhanh nhất nhưng vẫn duy trì được sự an toàn. Bên cạnh đó, để blockchain của mình đạt được hiệu suất cao với độ trễ thấp, Aptos còn tận dụng cơ chế xử lý gọi là Parallel Execution, tiếng Việt là thực thi song song. Dự án Layer 1 này đã mất hơn 3 năm phát triển với trên 350 developers đóng góp công sức. Cuối cùng, ra mắt thị trường crypto vào tháng 10 năm 2022. Đặc điểm đầu tiên mình muốn giới thiệu với mọi người đó chính là DPoS. Aptos sử dụng cơ chế DPoS cho phép mọi user đều có thể tham gia bảo mật mạng lưới, nhận lại staking reward bằng cách ủy quyền APT của mình cho các validator vận hành. Tính đến tháng 6 năm 2024, mạng lưới Aptos có hơn 80% cung lưu thông token được stake cho 138 nodes hoặc validators. Đây là điểm cộng vì Aptos sẽ sở hữu mức độ bảo mật cao hơn. Đặc điểm thứ hai là Aptos BFT. Aptos sử dụng thuật toán đồng thuận có tên gọi là Aptos BFT. Trong đó, các validator sẽ dễ dàng thống nhất với nhau về dữ liệu. Đây là điều kiện giúp cho Aptos có khả năng giảm độ trễ giao dịch lên đến 33% và hỗ trợ mạng lưới hoạt động hiệu quả hơn. Với những thế mạnh như tốc độ xử lý giao dịch, độ trễ thấp, chi phí rẻ và khả năng mở rộng lớn, blockchain Aptos đã thúc đẩy các xu hướng và ứng dụng thực tiễn sau. Thứ nhất là AI. Aptos đã kết hợp với Microsoft OpenAI để tạo ra Aptos Assistant, một trợ lý ảo hỗ trợ người dùng dễ dàng tiếp cận với Web3 hơn. Thứ hai là gaming. Với hiệu suất mà Aptos mang đến, các nhà phát triển hoàn toàn có thể xây dựng Web3 gaming với trải nghiệm liền mạch nhất, không còn lo ngại về vấn đề giật lag cũng như chi phí tương tác. Thứ ba là social. Các ứng dụng mạng xã hội có thể xây dựng trên Aptos với khả năng trao quyền kiểm soát hoàn toàn dữ liệu cho user, bán hàng ở đa dạng các nền tảng. Tính đến thời điểm làm video, hệ sinh thái Aptos đã phát triển ấn tượng với hơn 170 dự án đang hoạt động. Aptos đã có gần như đầy đủ các mảnh ghép cần thiết để đón nhận và duy trì dòng tiền như DeFi, Gaming, Bridge, Launchpad và đặc biệt DeFi đang là mảng phát triển mạnh mẽ nhất trên hệ sinh thái với Total Value Lock từng đạt đỉnh hơn 400 triệu USD hồi tháng 3 năm 2024. Aptos huy động được tổng cộng 350 triệu USD sau 5 vòng gọi vốn. Chi tiết như sau, vòng Strategic đầu tiên diễn ra vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Aptos đã raise được 200 triệu USD ngay từ vòng đầu tiên của mình do A16Z dẫn đầu. Ngoài ra, còn có sự tham gia của quỹ Coinbase Ventures, Multicoin Capital, Tiger Global Management, Parafi Capital và nhiều cái tên khác. Vòng Strategic thứ hai vào ngày 28 tháng 3 năm 2022, tức một tháng sau, Binance Labs tiếp tục thông báo rót tiền đầu tư cho Aptos, tuy nhiên không tiết lộ chi tiết số tiền. Tiếp đến vòng Series A vào ngày 25 tháng 7 năm 2022, Aptos tiếp tục gọi vốn thành công 150 triệu USD. Vòng này được dẫn đầu bởi Jump Capital. Bên cạnh đó, một số quỹ tổ chức khác cũng tham gia cùng là Franklin Templeton Investment, Apollo Capital Circle. Vòng Strategic tiếp theo vào ngày 15 tháng 9 năm 2022, Binance Labs tiếp tục tăng số tiền đầu tư cho Aptos nhưng vẫn không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào. Và vòng Strategic vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, thêm một cái tên nữa là Dragonfly Capital thông báo rót vốn cho Aptos. 3 năm sau khi ra mắt, Aptos đã hình thành nên mạng lưới partner vô cùng hùng hậu với đa dạng tên tuổi lớn nhỏ. Đặc biệt, Aptos đã hợp tác với tổ chức cá voi trong thị trường truyền thống như Microsoft,
Google Cloud, Mastercard. Về tokenomics của dự án Aptos thì các bạn có thể dừng hình lại để theo dõi token Key Metric ở đây. Và token APT sẽ có 4 use case chính như sau. Thứ nhất là để làm phí gas trong toàn bộ hệ sinh thái Aptos. Thứ hai, holder APT có thể stake token của mình để tham gia bảo vật mạng lưới Aptos và nhận lại staking reward. Thứ ba, holder APT có thể tham gia bỏ phiếu các đề xuất phát triển mạng lưới Aptos trong tương lai. Và cuối cùng, APT có thể dùng làm token để sử dụng trong các giao dịch cross-chain. Về token allocation thì các bạn theo dõi hình ở bên dưới. Tương tự là token release schedule. Trên đây là toàn bộ thông tin về layer 1 Aptos. Tương tự như đối thủ Sui, Aptos cũng có đa tăng trưởng chưa thực sự quá nổi bật vì ra mắt trong giai đoạn downtrend. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ lưỡng về số tiền gọi vốn vô cùng khủng của Aptos, thì chúng ta vẫn có cơ sở để chờ đợi vào sự phát triển bùng nổ sắp tới của blockchain layer 1 này. Trong 2 năm trở lại đây, Sui và Aptos thuộc top những dự án raise được số tiền đầu tư khủng nhất với các VC. Với nguồn tiền khổng lồ như thế, Aptos sẽ đảm bảo được dự án liên tục được phát triển, đổi mới và chỉ cần chờ đợi thời điểm để bùng nổ. Những nhận định trên đều mang ý kiến cá nhân của mình. Còn bạn nghĩ sao về tiềm năng của dự án này trong tương lai? Liệu Aptos còn yếu tố nào để phát triển mạnh mẽ hơn mà mình chưa đề cập đến hay không? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở bên dưới phần bình luận để trao đổi cùng cộng đồng Chicoin VN nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.